Chào đón quý vị và các bạn đến với bản tin trên kênh Thời sự nhanh. Trong vòng 24 giờ qua, quý vị quan tâm nhất đến thông tin nào? Hãy cập nhật với chúng tôi trong phần điểm tin chính ngay sau đây. Quý vị và các bạn thân mến, đó là nỗi đau gây ra bởi những kẻ ăn trên máu và nước mắt của đồng bào. Chúng thản nhiên nhóp nhép trong lúc hàng vạn người đón người thân trở về trong hũ tro cốt. Đêm ngày 18 tháng 12, tin một nhóm người bị bắt làm nhiều người sững sờ và đau đớn. Không bàng hoàng sao được khi vẫn có kẻ bất chấp tất cả để tư lợi cá nhân, dù đó là nỗi đau tột cùng của đồng bào, là hàng ngàn đứa trẻ bỗng chốc mồ côi, hàng triệu người cố kéo nhau qua ngày với các bụng rỗng hoặc chỉ được lấp bằng mì gói. Tính cấp bách của dịch bệnh cũng là của sinh mệnh người dân trên cả nước, lại trở thành thời cơ để một số người lợi dụng. Vì sinh mệnh con người là trên hết mà công ty cổ phần công nghệ Việt Á được chỉ định cung cấp kit test cho 62 tỉnh thành trên cả nước, không qua đấu thầu. Từ đây giá các thiết bị được nâng khống để tính vào giá thành kit test, để rồi mỗi bộ kit test mà Việt Á cung cấp được nâng giá rất nhiều lần so với giá thực tế. Doanh thu mùa dịch của công ty này là 4.000 tỷ đồng, và doanh thu ấy, sự độc ác ấy được tiếp tay bởi nhiều cá nhân khác mà cơ quan điều tra đã và đang vào cuộc. Chỉ riêng ông Phạm Duy Tuyến, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hải Dương đã nhận gần 30 tỷ đồng tiền phần trăm ngoài hợp đồng sau khi ký kết với công ty Việt Á để mua kit xét nghiệm. Số tiền này dĩ nhiên được lấy lại từ túi tiền của người dân trên cả nước hoặc ngân sách nhà nước. Tỉnh Hải Dương ấy, nhiều sinh viên ngành y và y bác sĩ đã lao vào tâm dịch của tỉnh, rồi khăn gói lên đường hỗ trợ các địa phương khác, biền biệt nhiều tháng, có người cha mẹ qua đời nhưng không thể về đưa tiễn. Rồi rất nhiều người của lực lượng tuyến đầu cả nước nuốt nước mắt để con thơ, cha mẹ già ở lại nhà mà lao vào tâm dịch, không mang đến nguy hiểm cho chính mình. Chính Thủ tướng Phạm Minh Chính đã phải thốt lên, những con người ấy đã gác lại hạnh phúc riêng tư, gác lại cuộc sống yên bình để đi vào tâm dịch. Những con người ấy đã quên đi giấc ngủ, quên những bữa ăn, quên ngày, quên tháng, quên thứ bảy, chủ nhật, quên đi sự nóng nực của những bộ đồ bảo hộ giữa mùa hè đổ lửa, quên đi nỗi sợ hãi, ám ảnh khi chứng kiến những phút giây sinh tử. Tổng nhân lực y tế tham gia hỗ trợ chống dịch chỉ riêng tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam là gần 24.000 người, ước tính có khoảng 2.300 nhân viên y tế bị lây nhiễm, trong đó nhiều người không còn cơ hội trở về. Vậy mà một bộ phận tham lam đã bỏ qua tất cả những điều ấy, cốt sao vét cho đầy chiếc túi không đáy. Không còn ngôn từ nào để có thể gọi tên loại tội ác này, bởi làm gì có từ ngữ nào diễn tả được hành động trục lợi cá nhân trên máu và nước mắt của đồng bào mình. Nhất là với hàng chục ngàn người đón người thân về trong hũ tro cốt. Rất nhiều doanh nghiệp điêu đứng vì phải gánh thêm kinh phí không nhỏ cho quy trình test nhanh cho công nhân để đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch. Rất nhiều shipper nuốt nước mắt ngược vào trong vì số tiền mua kit test ngốn một khoản không nhỏ so với thu nhập. Rất nhiều người nghèo buồn tuổi đếm từng đồng chi phí để trở lại cuộc sống đời thường, trong đó có tiền mua kit test. Ở góc độ lớn hơn, ngân sách của rất nhiều tỉnh thành và chính phủ phải gồng một khoản kinh phí chống dịch khổng lồ đến kiệt quệ. Hầu mong kịp thời chăm lo cho người dân, bù đắp được nỗi đau chừng nào hay chừng ấy. Nhiều người gọi một số doanh nghiệp cung cấp thiết bị y tế là những con buôn khoác áo blue trắng để phần nào lý giải cho việc tay mò tìm lợi nhuận nhưng miệng chuyên nói lời triết lý đầy nhân bản. Nhưng dù có thế nào, cũng không thể tưởng tượng một ai đó được gọi là con người lại có thể nhân dịch bệnh tàn khốc mà bào mòn đồng bào mình. Chúng ăn trên máu, nước mắt và sức lực của người dân cả nước. Tội ác này cùng những kẻ trực tiếp và gián tiếp gây ra tội ác này sẽ phải trả giá, chắc chắn phải là cái giá thật đắt. Dẫu vậy, có một câu hỏi vẫn muốn dành cho những kẻ đó, rằng hàng đêm trong giấc mơ của mình, chúng có bao giờ nhìn thấy ánh mắt của hơn 2.500 đứa trẻ mồ côi do dịch bệnh? Dính hàng loạt sai phạm nhưng Giám đốc Sở Y tế Kiên Giang chỉ bị đề nghị cảnh cáo. Thưa quý vị, ngày 11 tháng 8, theo thông tin từ Ủy ban Kiểm tra Trung ương tỉnh ủy Kiên Giang, tại học kỳ thứ 10, Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy đã kết luận Đảng ủy Sở Y tế lãnh đạo chỉ đạo điều hành và tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ trong công tác phòng chống dịch, từng lúc thiếu chặt chẽ, chưa thường xuyên kiểm tra, giám sát, dẫn đến Ban Giám đốc Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC tỉnh Kiên Giang và một số cán bộ, đảng viên vi phạm quy định của đảng, pháp luật của nhà nước. Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Kiên Giang yêu cầu Đảng ủy khối các cơ quan doanh nghiệp tỉnh chỉ đạo Đảng ủy Sở Y tế, Đảng bộ bộ phận CDC tỉnh Kiên Giang tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm những vi phạm. Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Kiên Giang đề nghị Ban Thường vụ tỉnh ủy xem xét xử lý kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Hà Văn Phúc, Giám đốc Sở Y tế, đề nghị Đảng ủy Sở Y tế và Đảng bộ bộ phận CDC tỉnh Kiên Giang tổ chức kiểm điểm theo quy trình và có hình thức kỷ luật phù hợp đối với 5 đồng chí có liên quan. Trước đó ngày 9 tháng 5,
Thanh tra tỉnh Kiên Giang thông qua kết luận thanh tra về việc mua sắm trang thiết bị y tế, vật tư tiêu hao, thuốc và sinh phẩm, kit xét nghiệm phòng chống dịch COVID-19, trong đó kiến nghị kiểm điểm có hình thức kỷ luật đối với ông Hà Văn Phúc, Giám đốc Sở Y tế vì phê duyệt dự toán mua sắm vật tư y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm COVID-19, gói thầu mua sắm không đúng thẩm quyền, lựa chọn đơn vị cung cấp không chặt, vi phạm quy định pháp luật đấu thầu. Các gói thầu do công ty cổ phần Việt Á trúng thầu, đơn vị báo giá đều là công ty mẹ, công ty con, công ty có quan hệ trong điều hành, không đảm bảo khách quan về giá, không tiết kiệm ngân sách nhà nước. Đề nghị kiểm điểm có hình thức kỷ luật 4 cá nhân và kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với 8 cá nhân khác. Sở Y tế tỉnh Kiên Giang đã tiến hành kỷ luật hình thức cảnh cáo đối với ông Kha Vĩnh Xuyên, trưởng phòng kế hoạch tài chính, tổ trưởng tổ mua sắm Sở Y tế, kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Cao Thành Nam, giám đốc CDC tỉnh. CDC tỉnh Kiên Giang tổ chức kiểm điểm kỷ luật hình thức cảnh cáo đối với ông Kiều Lộc Thịnh, trưởng khoa xét nghiệm chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng và bà Nguyễn Thị Phương Thanh, trưởng khoa dược vật tư y tế. Kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với bà Võ Thị Thu Hồng, thủ kho và bà Phạm Thị Thu Nguyệt, thủ kho vaccine chương trình hóa chất. Liên quan đến việc mua sắm sinh phẩm hóa chất phòng chống dịch COVID-19 với công ty cổ phần công nghệ Việt Á trong 2 năm 2020-2021, toàn bộ hóa chất, sinh phẩm, kit xét nghiệm phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh Kiên Giang đều do Sở Y tế tỉnh và Trung tâm CDC tỉnh ký mua của công ty Việt Á. Trong đó, Sở Y tế ký 2 hợp đồng trị giá hơn 58 tỷ và CDC tỉnh ký 2 hợp đồng trị giá gần 790 triệu đồng. Nguyên Phó Chánh Thanh tra kháng cáo vụ kiện Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa. Thưa quý vị, ngày 11 tháng 8, nguồn tin của báo chí xác nhận Tòa án Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã tiếp nhận đơn kháng cáo của ông Nguyễn Văn Độ, nguyên Phó Chánh Thanh tra tỉnh Khánh Hòa. Ông Độ kháng cáo bản án hành chính sơ thẩm ngày 25 tháng 7 của Tòa án Nhân dân tỉnh Khánh Hòa, khiếu kiện hành vi không giải quyết đơn khiếu nại của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nha Trang và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa. Trong đơn kháng cáo, ông Nguyễn Văn Độ đề nghị Tòa án Nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng xử phúc thẩm tuyên bố hành vi không thụ lý giải quyết đơn khiếu nại ngày 13 tháng 7 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa là hành vi trái pháp luật, tuyên bố Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa phải chấm dứt hành vi trái pháp luật, buộc Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa phải thụ lý giải quyết đơn khiếu nại ngày 13 tháng 7 năm 2020 theo đúng quy định tại luật khiếu nại. Hành vi trái pháp luật của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nha Trang không thụ lý giải quyết khiếu nại lần đầu đối với đơn ngày 8 tháng 5 năm 2020 của tôi là căn cứ pháp lý để Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa phải thụ lý giải quyết đơn khiếu nại ngày 13 tháng 7 năm 2020 theo quy định pháp luật khiếu nại. Nguyên Chánh Thanh tra tỉnh Khánh Hòa dẫn chứng. Cũng trong đơn kháng cáo, ông Độ còn dẫn nội dung văn bản của Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa gửi Tòa án Nhân dân tỉnh Khánh Hòa, trong đó thừa nhận việc Ủy ban Nhân dân tỉnh chuyển đơn khiếu nại của ông Độ đến Ủy ban Nhân dân thành phố Nha Trang là không đúng, được quy định tại luật khiếu nại, vì khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh. Do đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh đang chỉ đạo các cơ quan chuyên môn xem xét, tham mưu xử lý đơn khiếu nại của ông Độ. Hiện Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đang chỉ đạo các cơ quan chuyên môn xem xét, tham mưu xử lý đơn đối với đơn khiếu nại lần 2 ngày 13 tháng 7 năm 2020 và đơn ngày 10 tháng 8 năm 2020 của ông Nguyễn Văn Độ. Công văn ngày 5 tháng 7 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa gửi Tòa án Nhân dân tỉnh này nêu. Theo Nguyên Chánh Thanh tra tỉnh Khánh Hòa, mặc dù Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa đã thừa nhận sai, nhưng Tòa án Nhân dân tỉnh Khánh Hòa vẫn không tuyên đây là hành vi trái luật. Đây là hành vi vi phạm pháp luật đã được người bị kiện thừa nhận là sự kiện, tình tiết không phải chứng minh theo quy định tại Điều 79 Luật Tố tụng Hành chính năm 2015, ông Độ dẫn chứng. Tòa tuyên án buộc Chủ tịch thành phố Nha Trang phải thụ lý đơn khiếu nại của ông Độ theo quy định. Tuyên bác yêu cầu thụ lý đơn đối với Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa. Theo bản án sơ thẩm, vào tháng 3 năm 2000, vợ chồng ông Độ có hợp tác với bạn mình mua một lô đất có diện tích hơn 5.600m2 ở xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang. Việc mua đất này có xác nhận của Ủy ban Nhân dân xã Phước Đồng và đăng ký biến động người sử dụng đất tại sổ mục kê ở địa phương này. Đến năm 2020, gia đình ông Độ mới biết lô đất mình đang sở hữu đã bị Ủy ban Nhân dân thành phố Nha Trang ra các quyết định thu hồi thửa đất theo diện vắng chủ vào tháng 5 năm 2019. Ngày 8 tháng 5 năm 2020, nguyên Phó Chánh Thanh tra tỉnh Khánh Hòa đã có đơn khiếu nại lên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nha Trang về toàn bộ sự việc trên. Sau đó, Chủ tịch thành phố Nha Trang không giải quyết đơn của ông Độ theo quy định. Ngày 13 tháng 7 năm 2020, ông Độ tiếp tục làm đơn khiếu nại lên Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa để khiếu nại hành vi hành chính, quyết định hành chính của Ủy ban Nhân dân thành phố Nha Trang và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Sau khi nhận được đơn của ông Độ, Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa không thụ lý đơn khiếu nại mà chuyển ngược đơn về Chủ tịch thành phố Nha Trang. Vì vậy, ông Độ thực hiện quyền khởi kiện vụ án hành chính.